Đàm Vĩnh Hưng nhập viện khẩn cấp ở nước ngoài. Đàm Vĩnh Hưng úp mờ về việc bệnh tình và cố tỏ ra bực tức càng khiến fan của anh lo lắng nhiều hơn. Là một ngôi sao nổi tiếng với phong cách lạc quan, dì dòm, dù nhiều lần gầm đạn, Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn thoải mái chia sẻ câu chuyện một cách hài hước nhất. Ít khi người ta thấy anh than viền về bệnh tình, đây là lý do khiến các fan càng thêm lo lắng và tin rằng sức khỏe của Mr. Đàm đang trong tình trạng không mấy tích cực. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng cho đăng tải những hình ảnh nhập viện tại Singapore. Theo như chia sẻ của anh, thì sau 9 năm một cơn sốt cao và kéo dài như vậy xảy ra, anh sốt liền và có cảm giác lạnh trong suốt 3 ngày 3 đêm. Tình trạng đó khiến Mr. Dam phải nhập viện khẩn cấp khi đang đi diễn tại Singapore. Không ít fan cảm thấy hoang mang vì chắc hẳn cơn sốt phải rất nghiêm trọng, đến nỗi 9 năm sau Nam Vĩnh Hưng vẫn nhớ như in. Chưa kể, trong những dòng trạng thái gần đây, dù vẫn viết theo phong cách hài hước quen thuộc nhưng một số ý kiến cho rằng bên trong vẫn hàm chứa sự phiền muộn. Đàm Vĩnh Hưng dường như mô tả rất chi tiết biểu hiện về bệnh như mất ngủ, nhức đầu, đau nhức, ho, sổ mũi, ớn lạnh, bể hoài, tay chân nặng nề hay ho một tiếng, rội cả lên đỉnh đầu, rồi kéo theo một chút đau lòng óc, cho thấy anh đang trong tình trạng sức khỏe khá tồi tệ. Nhiều người đoán rằng do thời gian gần đây, anh luôn tất bật với công việc, như vừa phải đi lưu diễn ở nước ngoài, vừa phải chuẩn bị cho sâu diễn sắp tới. Làm việc nhiều quá, cộng thêm di chuyển liên tục và yếu tố thời tiết nên sức khỏe của Mr. Dam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hậu quả là Đàm Vĩnh Hưng đã phải nhập viện để điều trị khi đang lưu diễn ở Singapore vì bị cảm lạnh. Dù mệt thế nào nhưng nam MC vẫn thể hiện quyết tâm sẽ có mặt tại Huế vào 5 giờ chiều nay để tham dự một sâu diễn khá quan trọng. Những hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng đang nằm trong bệnh viện được chia sẻ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Bên dưới phần bình luận, hầu hết mọi người đều mong anh mau khỏe. Ca sĩ Hồng Ngọc cũng hỏi han lý do vì lo lắng cho người anh thân thiết của mình. Trước đó, Mr. Dam cũng từng tâm sự với fan về một căn bệnh kinh niên kéo dài suốt 15 năm, kèm theo tấm ảnh chụp cùng rất nhiều túi đồ, đó là bệnh mua sắm. Anh nhà hướng chia sẻ, có ai biết cách chữa hộ em bệnh mưa sầm cài em bị bệnh hơn 15 năm rồi nặng lắm hễ cứ ra khỏi nhà là phải tha về một vài thứ gì đó đi xa như thế này càng chết hơn không nhẽ sống vài chữ chết mang theo cả đời sao hả trời